Chung kết Miss Eco International 2023, đại diện Việt Nam đăng quang gây choáng với màn nhai mic. Chung kết Miss Eco International 2023 đã chính thức khép lại với vương miện thuộc về đại diện Việt Nam Nguyễn Thanh Hà. Như vậy, Việt Nam tiếp tục có thêm một chiếc vương miện quốc tế, ngày càng khẳng định tên tuổi trên đấu trường nhan sắc. Đêm chung kết của cuộc thi Hoa hậu sinh thái quốc tế 2023, Miss Eco International đã được tổ chức vào rạng sáng ngày 4 tháng 3 năm 2023 tại Ai Cập, với sự tham gia của 65 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Kết quả đại diện Việt Nam Nguyễn Thanh Hà đã đăng quang ngôi vị cao nhất. Cô được Hoa hậu môi trường thế giới 2022 Kellen Joy Barton trao lại vương miện. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về đại diện đến từ Nigeria, Á hậu 2 thuộc về đại diện đến từ Mauritius. Danh hiệu Á hậu 3 và Á hậu 4 lần lượt được trao cho Campuchia và Ecuador. Đối với nhan sắc Việt, đây cũng chính là chiếc vương miện đầu tiên mà Việt Nam có được tại đấu trường sắc đẹp Miss Eco International. Trong đêm chung kết, Nguyễn Thanh Hà đã có những phần thi rất ấn tượng. Cô ghi điểm với câu trả lời ứng xử gãy gọn, lập luận đúng trọng tâm và đúng với tiêu chí mà cuộc thi đang tìm kiếm. Trước khi đêm chung kết, Nguyễn Thanh Hà đã chiến thắng giải trang phục sinh thái đẹp nhất Best Eco Press và tiến thẳng vào top 10 chung cuộc. Đến với cuộc thi năm nay, Nguyễn Thanh Hà mang đến hình ảnh người con gái tự tin thanh lịch và có profile đẹp khi có cống hiến nhiều dự án bảo vệ môi trường. Cô đăng quang cuộc thi Hoa hậu môi trường Việt Nam 2022. Trước ngày lên đường sang Ai Cập, cô có chia sẻ đây là lần đầu tiên ra nước ngoài, nhưng với tất cả tình yêu của mọi người, cô sẽ cố gắng hết mình để khiến Việt Nam tự hào. Miss Eco International là cuộc thi sắc đẹp được tổ chức thường niên từ năm 2015. Mục tiêu của cuộc thi là giúp đỡ các hoạt động nhân đạo, xã hội và môi trường. Phương châm của sự kiện là làm cho thế giới xanh hơn, tuy nhiên chất lượng cuộc thi vẫn vướng khá nhiều tranh cãi. Trước đó, trong đêm bán kết, dân tình phải có một phen chấn động với loạt dạ hội dị hợm tại Miss Eco International. Nhiều thí sinh của cuộc thi Miss Eco International lựa chọn dạ hội không giống ai để trình diễn. Phần trình diễn dạ hội được xem là linh hồn của hai đêm cuối của một cuộc thi hoa hậu. Do đó, nhiều fan sắc đẹp đã rất háo hức đón chờ chứng kiến các người đẹp sải bước đầy kiêu hãnh trên sân khấu với loạt trang phục lấp lánh. Tuy nhiên, trong số đó vẫn có một vài thí sinh lựa chọn trang phục khiến khán giả bên dưới chỉ biết lắc đầu cười ngất. Đại diện Iraq, người đẹp Trung Đông, sở hữu nhan sắc gần như hoàn hảo, nhưng bộ cánh mà cô nàng chọn để trình diễn dạ hội lại giống như outfit đi ăn đám cưới, hoàn toàn không tôn được sắc vóc của người mặc. Đại diện thứ hai diện đồ như đi ăn tiệc là Ukraine. Đôi giày màu da kèm kiểu váy dài trễ vai lỗi thời như thể người đẹp vừa lấy trong tủ đồ của chính mình để đem lên sân khấu thi. Đại diện Haiti khoác trên mình chiếc váy có thiết kế sánh rện với màu vàng đến sequin kèm theo kiểu trễ ngược buộc eo. Phần điểm trừ lớn nhất chính là phần váy dài xẻ chân màu đen trơn, không có gì mới mẻ. Đại diện Gabon có lẽ là một trong những nhân vật ô dề trong phần trình bày của mình trên sân khấu Miss Eco International 2023. Cô chọn kiểu tóc cầu kỳ, đi với một chiếc váy đủ chi tiết như nào là bông hoa, đính đá trên vai, quay cúp ngược, nhún bèo ở eo. Rồi còn thêm tà dài ở phía sau khiến người nhìn rối mắt, cộng thêm màu sắc trang phục lại quá tối tăm, không tươi sáng. Trong đêm chung kết, ban tổ chức chọn ra top 21, sau đó là top 11 và cuối cùng là top 5. Ban tổ chức cũng trao giải thưởng phụ trang phục dân tộc đẹp nhất cho đại diện Mexico. Cuộc thi Hoa hậu môi trường thế giới đã bước sang năm thứ 9 và năm nay là năm quy tụ số lượng thí sinh đông nhất. Cuộc thi truyền tải thông điệp về bảo vệ môi trường. Hơn một tuần qua, các người đẹp đã trải qua các phần thi phụ gồm áo tắm, trang phục truyền thống, trang phục môi trường, tài năng và phần thi phỏng vấn kín. Mặt bằng chung của thí sinh Miss Eco International 2023 có sự phân hóa khá rõ rệt. Nhiều người đẹp đã có kinh nghiệm chinh chiến đấu trường nhan sắc quốc tế cũng góp mặt ở mùa thi năm nay. Trong khi đó, nhiều thí sinh khá mới và không được đánh giá cao. Một số đại diện nổi bật trong cuộc thi có thể kể đến như Brazil, Mexico, Ecuador, Mauritius, Indonesia, Campuchia, Mỹ, Costa Rica. Đại diện Việt Nam Nguyễn Thanh Hà thời gian qua không nổi bật trên truyền thông, nhưng đã xuất sắc mang về vương miện.